tối nhỉ? Thiên giang chắc chưa đi kẹt. Sao nó cứ tối tối nhỉ? Em thử like ra. Bán nước của chị xem nào. Cái gì vậy? Sao mà nó có bị tối ấy? No! Thoát nick ra cho chị mượt vào một chút. Tài khoản của bạn tạm thời đang bị khóa. Vâng, like hôm nay xả để nhập hàng thu đông. Trời ơi, chưa có ai vào xem. Chưa nói gì. Ừ, hay là hơi muộn nhỉ? Nào, thoát ra đi. Mẹ em nó xong rồi hủy này được. Sợ khóa mà chết rồi. Chết rồi. Ở dưới này à? Ở dưới à? Vâng. Linh ơi, có sao đang ăn gì muộn? Cháu à, sao chị học mà sao đang ăn chứ? Chết rồi. Sao nó cứ tối tối nhỉ? Thoát được không? Có ra được không? Em thử phá Facebook đi tải lại rồi. Thành đỡ hơn không? Chứ tài khoản em hiện tại đang bị khóa. Chín người đang xem. Em chào 9 người đang xem. Vẫn như mọi khi, anh Tuấn là người đầu tiên xuất hiện. Vẫn như mọi khi, anh Tuấn vẫn là người đầu tiên xuất hiện. À không, người thứ 9. Anh Tuấn ơi, có bị tối không hả anh Tuấn? Có bị tối không nhở? Em thấy nó cứ tối tối, ngồi căng từ nãy đến giờ mà vẫn thấy nó tối ấy. Sao ấy? Hôm nay vừa gội đầu xong. Tóc tai trông nó tơi tơi nên là ơ, à, thoát ra. Thoát gì? Facebook của chị vào Facebook của chị thì online. Làm tại. Em đánh gỡ gì mà à, sao thế nhỉ, bảo mượn chứ mà. Rồi Linh ơi, chị mượn về đi. Anh Tuấn ơi, chia sẻ bài hộ em nha. Hôm nay em sale 79k để em nhập hàng mới nào. Ui 38 xem. Lên nhanh, lên lên nhanh. Nhanh nữa không vào được à? Tắt cái gì? Bán để còn lấy còn nhập hàng mới này à? Để xa ra, chị đang livestream mà, ra kia. Linh ơi, cho mượn thoại đi. Gì ơ, chia sẻ like. Chia sẻ like. Thằng này nó xóa đi rồi. Nhanh lên rồi, ngồi nói chuyện mãi thôi, chẳng làm được cái việc gì. Vâng. Sale để nhập hàng mới. 20%, nó hơn 20% đấy. Ở đâu 20%? Mà dục cực 20%. Là bao tiền ạ? Ôi hôm nay ngồi hơi lâu, mọi người đợi em một chút nha. Là 20.000 à? Thôi ra đi, cho mượn tiền tí nào. Mà anh Tuấn ơi, chia sẻ bài giúp em nhá. Đợi em để tối. Nó cứ tối nhỉ? Em đang bú chưa ạ? Phải bú. Chưa. Ôi chết. Ờ anh Tuấn ơi, anh thấy có ok không? Ê, em thấy nó cứ tối tối nhỉ? Đoạn rồi. Ngồi yên đâu? Chia sẻ được hả anh? Vâng, chia sẻ giúp em đi, hôm nay em sale đấy. Quỳnh ơi, thật gì cứu cháu đi chứ, đợi mấy cái thằng này bao giờ cho mới chia sẻ được bài. Chia sẻ cho cháu phải. Chuyên văn, chuyên văn, chuyên văn. Nó đang đăng nhập Facebook ấy đây này. Không, 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 ơi, em phải bú. Con thằng này lên than thì lắm sửa xong rồi còn nửa cái nữa tôi. Em chào mọi người nha. Em chào 44 người đang xem ạ. Em chào 44 người đang xem ạ. Like bằng page này nhiều ấy mà. Tụt 41 rồi. Ồ, 33, 35 rồi.
xoắn vào Facebook của chị ạ. Ôi chán lắm, vào kiểu này nó bé quá. Thế sao vậy? Ờ, mọi người đợi em một chút rồi bắt đầu em like quần áo nhá. Không cần, không cần đăng tải cái của em ấy. Xong đâu mà xong. Đang cài đặt đây này. Đấy. Cái phần này nó cái gì nhá. Em gọi gì em ấy? Em chào mọi người. Lễ chào mấy lần rồi vẫn chưa like được quần áo. Ê các cậu ơi bật điều hòa được không? Nóng quá. Hai bạn. Khóa chứ cái thằng tài này không hiểu sao. Chị chào Đạt nha. Ôi xem nhanh người ta cũng chán ấy. Nào quay mặt đi. Hôm nay em sale hàng nha, 79k một bộ thôi ạ. À. Em sale để em chuẩn bị nhập hàng thu đông. Đây phải của mình không? Phương Thúy. Thế anh phải ao ra cho em nhầm link mới vậy ạ? Ủa chị, máy làm sao ấy? Vào nick của Diệp Quỳnh đi dài để cháu nghĩ là cháu phải nhập vào nick mới. Cô tụt hết cả người xem của chị rồi, có 32 người xem. Thôi đi đọc không? 46 đi này, nhanh lên. Nói gì đấy đi, nhanh lên. Từ từ. Ờ dạ. Gì xem, à, không không ở dưới không có đâu. Ôi từ nãy đến giờ chẳng like để chẳng chia sẻ được cái gì cả. Ôi sao cái này bị sao ấy nhỉ? Tôi không mòn cái đâu, cái Facebook thừa nào. Ờ em chào anh Tuấn ạ. Gì? Bực của mình. Không like được. Ơ sao cái này vẫn chưa hiện nhỉ? Gì chia sẻ like cho cháu với. Ủa nó có bị làm sao ấy. Ôi muộn hết cả rồi vẫn chưa like được cái gì luôn ý. Thề. Lai bắt đầu luôn đi. Mọi người đợi em một chút nhá. Cái máy này của em nó đang bị trục trặc một chút. Trăm black ạ. Đưa hóa lên cả. Bình thường ấy cháu phải hơn. Cháu bắt đầu cháu mới like. Ờ cái máy của em ấy nó không ấy được. Anh chia sẻ bài cho em chưa anh Tuấn? Em không thể chia sẻ được ý. Em phải lên nhầm link mới rồi ạ. Dễ gì chia sẻ hộ cháu một tí nào. Ôi thoát ra chưa? Em thoát ra rồi, em vào link của em không được. Em thoát ra đi. Em đã cố gắng. Ờ anh Tuấn, anh chia sẻ bài giúp em chưa ạ? Để bắt đầu em like nào. Lên nóng quá cơ. Thế à? Cảm ơn anh Tuấn nhá. Em đang chia sẻ bài của em nhưng mà không thể chia sẻ được ý. Khó chịu thật đấy. Chả biết làm sao nữa. Từ nãy giờ vẫn ngồi chẳng like được cái gì. Mọi người cứ tụt dần thôi. Sốt ruột. Từ từ. Không phải gì phải sốt ruột cả. Ờ em bắt đầu live bộ đầu tiên nào. Ấn vào đây là một sự nhầm lẫn, ý anh là sao? Chả hiểu gì luôn ý. Thì chán ý. Chán lắm luôn ý. Cái mạng này chán lắm. Ờ em ra bộ đầu tiên nào. Thế là anh buồn cười cái xấu hổ gì ấy. Có Dịch Quỳnh ở đây là xấu hổ. Bộ con chó trắng này. Dịch Quỳnh cũng live stream mà. Ờ bộ con chó trắng này chỉ 79k thôi ạ. Rồi các em bắt đầu ở đây.
79k một bộ nhá, hôm nay em sale để em chuẩn bị nhập hàng thu đông này. Mã số 1 này con chó chặt. Đâu nhỉ? Mã số 1. Chó chuyện cùng chú chó chặt. Mã số 1 là chó chuyện cùng chú chó chặt. 79k một bộ thôi ạ. À. Chỉ 79k một bộ thôi nhá. Mã số 1 này. Số lượng thì cực kỳ ít thôi vì em sắp hết rồi, em chỉ còn có 30 mấy bộ thôi ạ. Sao ấy? Con chó trắng này mẫu đầu tiên này, mã số 1 này. Rồi. Chán cực luôn nhá. Nóng nữa chứ, hôm nay khó chịu quá. À cái bộ này có khách lấy rồi. Ôi thế nhá, chán chán dã man. Có xe là sẽ không ai vào nick gì. Sẽ được không? Sẽ đi rồi ạ. Em quan trọng. Trở lại kết thúc like. Mã số 2 này, cô gái này. Ôi thế chán. Mã số 2 cô gái này. Ôi dồi ôi thế luôn ý. Kiểu nó không chia sẻ, không chia sẻ được ý. Nên là mã số 2 này. Mã số 2 mã cô gái này. Mẫu này khá là đơn giản đấy nhá. Chị nào thích mẫu này không ạ? Thế càng ngày cháu like càng chán luôn ý. Mọi ngày cháu tuôn như máy nước luôn. Quần đâu nhỉ? Sao mà cứ đâu ôm một đống vào đây này? Ba lăm lượt xem. Cái gì? Ba tư. Tụt. Tụt hết là lượt xem. Ô hôm nay mấy quá chẳng muốn thay quần áo nữa cơ. Mã số 2 này. Mã số 2 này, có chị là ưng mẫu này không này, em thử ạ. Cô gái xăm này em có 4 màu nhá. U xì này, vàng này, trắng ạ và đen. U xì này. Bộ này dành cho người từ 40 cân cho đến 60 cân vừa nhá. Nói chuyện lại xàm quá. Hôm nay chắc em chỉ dơ lên thôi ạ, chứ em chẳng mặc đâu. Vì hôm nay mệt thật, đi làm thì mệt quá. Cô gái xăm màu trắng ạ. Chị đã ưng mẫu nào thì em thử thôi nhá. Cô gái xăm màu trắng này. Tất cả mày không vào được à? Không học nick rồi. Cô gái xăm màu trắng nhá. Cô gái đâu nhỉ? Cô gái xăm màu vàng này. Chúng mình có nhìn rõ không mà không thấy một ai chấm tút, không một ai gì cả. Có được nick của chị không? Để chia sẻ không? Anh Tuấn ơi, có nhìn rõ không anh Tuấn? Nghe rồi. Còn đứng nick của chị không? Con nhìn tên gì? Thì like mà kiểu khó chịu quá mất rồi. Em chào chị Nga Tuyết nha. Chị Nga Tuyết ơi, chị ưng mẫu nào bên em không để em tư vấn ạ? Ok. Đây này, mẫu em đang mặc là chỉ có 79k thôi ạ. Em có rất là nhiều mẫu nhá. Hôm nay em xả chỉ 79k thôi ạ. Để em chuẩn bị nhập hàng thu đông nhá. Em bày tỏ cảm xúc.
Ok anh Tuấn. Đây. Linh ơi chia sẻ cho chị nào. Qua vào cho Dịch Quỳnh đi. 79k này. Mẫu cô gái xăm này cực kỳ đẹp luôn ạ. Có chị nào ước mẫu này không, để em thử nào. Chia sẻ cho chị nhá. Các cái nào có hội nhóm chứ, còn ví dụ như cái nhóm học ấy thì đừng chia sẻ. Vớ sao kẻ. Em qua mẫu nha, em đổi mẫu khác nhá. Em sẽ thử bộ này. Cô gái xăm bu xì này nhá. Sành điệu không? Chị đừng có cười gì làm cháu không thể tập trung bán hàng đấy. Chị có biết không? Như thế rất là hư không? Chị Nga Tuyết ơi, hôm nay em sale còn 79k một bộ thôi chị ạ. Rất nhiều mẫu luôn nhá. Rất nhiều mẫu chỉ 79k thôi. Hôm nay em sale 79k này. Bây giờ em sẽ đổi sang mẫu khác nhá. Mẫu con chó trắng này. Bây giờ mẫu số 2 này. Cô gái xăm nhá. Đây. Đây, con táo cho gì? Con táo qua mặt đi. Thôi nào này. Con mặt đi. Nhìn lên. Chia sẻ đi. Chia sẻ các hội nhóm mà chị chia sẻ hết. Thì gì chia sẻ cho dễ hết rồi đúng không ạ? Không còn cái nhóm nào đâu. Hai mấy nhóm rồi. Xe lúc mà tôi đang ngồi đi đần đần mặt ra đúng không? Không biết chơi đâu mà chơi. Có người hỏi có mô khác không ạ? Có ai? Đây ạ, mẫu số 2 này. Rồi mẫu này cực xinh luôn ạ. Chào mợ Nhung. 79k một bộ chị ơi. Có màu khác nhá, bộ em đang mặc này có nhiều màu này. Có một con chó thì chỉ có một màu thôi ạ. Chào mợ Nhung nha. Bạn ơi bụng trên 100 vừa bộ nào? Mợ Nhung ơi, bụng trên 100 thì mợ phải ra cái chỗ mà gần nhà hàng Duyên Quý có một cái shop ở đấy. Bụng mợ có 120 vẫn vừa nhá. Đây ạ. Hãy đến với Mon Closet. Hãy đến Mon Closet. Chị Nga Tuyết ơi, bộ này em có nhiều màu này. Có màu trắng này, màu đen này, u xì này. Bộ của em là u xì nhá. Đây, 79k một bộ. 79k một bộ thôi. Hôm nay em sale hết đây để em nhập hàng mới nào. Gucci đâu thế? Gucci đây ạ. À. đây bộ giống em đang mặc màu đen này. Chỉ 79k một bộ thôi nhá. Bộ giống như em đang mặc màu đen này. Có màu đen này, màu vàng, màu trắng. Rất nhiều màu luôn, chỉ có 79k một bộ. Hôm nay em sale hết đây ạ. Đây nhá. Đây ạ, bộ em đang mặc thoải mái rộng rãi form cho người từ 40 cân cho đến 60 cân vừa nhá. Đây ạ, mái rộng. Mon cứ xem mình phải ghi sổ nợ bạn ạ. Ôi dồi ôi, vẫn phải mua nợ à? Chết. Ê chết dở. Đây ạ. Mặc thoải mái rộng rãi luôn nha các chị nhá. Mặc nhẹ lắm luôn. Làm con luôn nhưng mà mình mặc đồ của mình vẫn thành đó. Đây này, em có rất nhiều màu giống như em đang mặc đây. Xì này, màu vàng này. Màu xì. Màu vàng này, màu trắng ạ. Màu trắng này. Màu vàng, màu trắng nha các chị ơi. Màu trắng này. Màu vàng, màu đen. Có 4 màu tất cả. 4 màu nha. Đóng quá. Ok anh Tuấn. Linh ơi, chia sẻ cho chị một lần nữa đi Linh. 68 à, thêm 1 bút. Chị 79k một bộ thôi nhá. Yeah. 79k một bộ thôi ạ. Chị nào ưng thì có thể để lại số điện thoại cho em nhá. Đây ạ, mã số 2 này. Cô gái xong. Thì đừng nhìn cháu. Cô gái xong này, u xì này. Đây ạ. Thì bây giờ em sẽ đổi sang một mẫu khác nha. Mẫu này đi ạ. Chỉ 79k một bộ thôi nha các chị ơi. Rất rẻ, rất đẹp. Bây giờ em sẽ đổi sang mẫu này đi ạ. Mẫu này cực kỳ xinh luôn này.
đâu nhỉ? Bộ này á, dành cho người từ 40 cân cho đến 60 cân mặc vừa nhá. Đây ạ, chỉ 79k một bộ thôi nhá. Chị nào ở gần nhà em, khu vực quanh 1B2 và chưa nghe free ship luôn này. Đây, bộ giống như em đang mặc, dáng như này luôn, thoải mái, rộng rãi luôn này. Đây, mọi người nhìn này, chất nhà em nhá, cực kỳ đẹp, mực in này, rõ nét này, không phải cái loại đều đâu ạ. Đây nha, bây giờ em sẽ đổi sang mẫu này cho các chị thử nha. Chào chị Thanh Huyền nha. Đây ạ, bộ này này mọi người thấy xinh không ạ? Vớt xà kẻ. Mình nghe mình nói câu gì con Hồ Quỳnh cũng cười quá. Đây ạ, bộ này cực kỳ xinh luôn mọi người này. Bộ này mặc ở nhà cũng được mà đi chơi cũng được này. 40 cân cho đến 60 cân mặc vừa nhá. Em 52 cân. Nặng 52 cân này, cao 1m66 này. Mặc như này, nếu mà chị nào gầy gầy hơn em một chút thì mặc còn đẹp hơn, em hơi béo một chút. Đây ạ, à, mọi người ơi, nhìn này, mặc thoải mái nhá, chất này, chất nhà em cực kỳ đẹp luôn. Em còn khoảng gần 30 mẫu. 6. Sao mày cười? Sao ba bảo thằng mày lại cười? Đây ạ, à, mọi người ơi này, hàng nhà em nhá, này, in rõ nét nhá, không phải cái loại hàng đều đâu ạ. Hôm nay em sale còn 79k thôi ạ. Cái gì ạ, con Linh nó cứ cười ý gì ạ. Con là hơn rồi. Cho bán hàng nó cứ cười ý. Đây mọi người ơi, bây giờ em lại đổi sang mẫu này nhá. Linh nó cười gì ơi, gì bảo nó đi. Cái này em có 3 màu này. Màu đen này, màu trắng và màu vàng đồng nhá. Đây là màu trắng này, màu vàng đồng này, và màu đen là đâu nhỉ? Màu đen chả thấy đâu. Cái đỏ này gì ơi? Con Linh nó cứ cười ạ. Thôi cứ kia bây giờ. Cái gì nhỉ? Mình 60 cân, chọn cho mình bộ nào vừa. Quan trọng là bạn Đỗ Tuyết Nhung thích mẫu nào thôi nhá. Còn mẫu nào bạn cũng mặc được. Đây này, màu đen này, màu trắng đen thì màu đen. Màu đen đâu nhỉ? Đây, tìm cho chị màu đen bộ như này. Em nóng. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Em nóng cái quần này. Ờ, hiện tại em chưa thấy cái áo, nhưng mà đây cái quần của nó đây ạ. Đây, bộ màu đen này. Màu đen nhá. Mẫu này cực kỳ xinh luôn mọi người ạ. Mọi người đến đâu rồi? Mẫu này cực kỳ là xinh luôn, chỉ có 79k một bộ thôi. 79k một bộ thôi nhá. Mọi người ưng mẫu nào thì có thể cắt màn hình cho em. Bây giờ em sẽ đổi sang mẫu khác nhá. Đây em sẽ đổi sang mẫu này. Bây giờ em sẽ đổi sang mẫu này nha mọi người. Cái áo mất cái quần. Chả hiểu luôn ý. Trời ơi, tí nữa chị cái quần này. Mọi người đợi em một chút. Đâu rồi? Trời ơi. Tí nữa chị cái quần của cái áo này. Đây là. Sáu. Mấy đấy nhỉ? Mấy là mình. Mình bán hàng thì biết có Linh ấy. Phải chiết khấu cho nó tận 10 trang của sản phẩm mà nó rất cần ngồi. Chị ạ. Mọi người ơi, mọi người, bộ này đẹp lắm này. Chỉ
79k một bộ thôi nhá. 79k một bộ thôi ạ. Mọi Nhung ơi, mọi Nhung thích mẫu nào? Vợ cưới búc cho cháu. Bây giờ mai cháu về bài đấy, cháu mang về cho. Đây ạ, 79k một bộ này, quá xinh luôn, mặc thì cực kỳ thích. Ôi sao nó to ấy nhỉ? Mặc cực kỳ thích luôn ạ. Cái này em có 3 màu nhá. Màu đen này, đây màu đen của nó đây ạ, màu đen. Màu đen này, đây là màu vàng đồng. Còn màu trắng này, màu trắng. Màu trắng nhá mọi người ơi này. Chỉ 79k một bộ thôi. Thì đợi khi nào đẻ xong thì mặc. Khi nào mọi đẻ xong mượn mặc. Thoải mái vừa luôn. 60 cân mặc thoải mái luôn mọi Nhung ạ. Đây ạ, 3 màu nhá. Chỉ 79k một bộ thôi mọi người ơi. Đây em sẽ đổi sang mẫu khác nhá. Bây giờ em đổi sang mẫu này. Mẫu hoa này nhá. Cho nó đổi mẫu đi, mẫu hoa này. Chất cực kỳ thích luôn. Đây ạ, này mọi người nhìn này. Co giãn thoải mái nhá. Quần này 60 cân vẫn mặc được. Cháu nghĩ là mợ mặc được ấy mợ Nhung ạ. Đây ạ, bụng này rộng thoải mái luôn. 60 cân vẫn mặc được nhá. Bây giờ em sẽ đổi mẫu. Bà Nhung, mình để xong thì rét rồi bạn ạ. Thì đến mùa hè năm sau lại mặc. Đây nha, bây giờ em sẽ đổi mẫu này này. Mẫu hoa này nhá, cho nó đổi mẫu đi. Cho nó lạ một chút nha. Nhưng mà mẹ sẽ còn chia sẻ một lần nữa đó chị. Mùa hè năm sau lại mặc. Hôm qua cháu bắt thằng Tài vào mặc quần áo cơ. Sợ sao? Nhưng mà trái mua là sao? Cô hỏi thì có kệ người ta mua, ngay từ ngày mai người ta mua. Ăn gì nhiều lắm mà sợ. Mấy chục bộ quần áo vớ vẩn này. Thế thì hết hot. Đây ạ à, mọi người ơi, bộ này. Bộ hoa này. Chỉ 79k một bộ quần áo thôi ạ. Bây giờ bình thường mua một cái áo phông đã là 70-80 nghìn rồi. Hôm nay em bán 79k một bộ quần áo này thôi nhá. 79k một bộ này ạ, mặc thoải mái cực thích luôn. Nóng quá. 79k một bộ quần áo, có chia sẻ được không? 79k một bộ thôi ạ mọi người ơi. Hôm nay em sale nốt nào. 79k bộ này này. 4. Ơ, Mỹ Nhung bán hàng cái kia cũng hot phết đúng không? Mấy cái túi ấy. Cô gái xăm màu vàng đúng không nhỉ? Đổi mẫu đi. Mẫu hoa đâu nhỉ? Bộ này nè mọi người này. Cái bộ này của em là bộ lửng nhá. Có đúng một bộ thôi à, người ta gửi nhầm cho em một bộ lửng này. Có chị nào thích bộ lửng này không ạ? À? Em mặc thử vào người luôn nhá. Thoải mái, rộng rãi luôn ạ. À. Đây em mặc lồng mà vẫn mặc thoải mái luôn mọi người ạ. Chết. Này. Đây ạ. Bộ này của nhà em là bộ lửng nhá. Có đúng một bộ thôi à. Em cũng bán nốt với giá 79k này. Cái bộ này bình thường đắt hơn. Đắt hơn bộ đùi đấy ạ. Đây này, quần của nó đây. Không, nó cứ cười cái gì Quỳnh ơi. Đây mọi người ạ. Đi ra đi. Chỉ 79k nhá, bộ đùi thì sẽ rẻ hơn là bộ lửng. Lúc nay em cũng bán với giá 79k thôi ạ. Họ gửi nhầm cho em nên là em sale nốt. Dạ. Nóng quá. Tôi phải điều hòa xong nhưng không bật thiên linh. Ôi trời ơi, cạn lời. Thế là cạn lời. Bao nhiêu? Em cạn lời. Bộ đâu hết rồi nhỉ? Đây. Mẫu hoa xoắn này. Mẫu hoa xoắn này có ai không ạ?
Mẫu hoa xoắn nhá. Hoa xoắn này 79k một bộ thôi ạ. Em còn khoảng 30 bộ thôi. Sale nốt đi để em còn lấy hàng khác về em bán. Mẫu hoa xoắn này mọi người ơi. Hoa xoắn nhá. Em sẽ thử luôn vào người. Cái này á mặc thoải mái luôn ạ. Em 52 cân em mặc lồng thoải mái luôn. Chị nào 60 cân vẫn vừa. Chào Dương nhá. Chia sẻ bài Lào Cai giúp chị cái. Đẩy hết chỗ hàng này đi nào. Đây ạ. À. Em mặc lồng mà vẫn còn thoải mái như này mọi người ạ. Nên là chị nào khoảng 60 cân vẫn vừa nhá. Đây, quần đây ạ. Quần này. Đây. Cái tội lười đi thay quần áo. Đây ạ, 79k một bộ thôi nhá. 79k cho một bộ này quá rẻ quá đẹp luôn. Hàng này em in thoải in này, hàng xịn luôn ạ. Rõ nét này chứ không phải là cái loại hàng đều đâu. Hàng đều thì không bao giờ in mà vào vải được như này. Dùng máy nước không? Dương ơi, Dương chia sẻ bài giúp chị ở trên Lào Cai. Ở trên Lào Cai nhá. Đổi sang một mẫu khác đi ạ. À, vớt sạc. Lại là vớt sạc. Đây, màu trắng. Lại màu trắng. Thắng ơi. Thắng ơi. Thắng ơi. Sao mẫu đâu hết rồi nhỉ? Chưa thắng nữa. Số 3 nữa. 5. Ừ, chị này. Bán quần áo mà. 5 một con này. 4. 4, 3. 3, đúng rồi. Ủng hộ ấy, có gì ủng hộ. Cần mua thì ủng hộ chị nhá. Trời ơi. Mọi người ơi, bộ này cũng xinh lắm này. Em thử mẫu này cho mọi người xem nhá. Mẫu này nhìn mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Mẫu đồng hồ này. Mẫu đồng hồ này mặc lên cực kỳ đẹp luôn ạ. Chào anh Huy nhá. Chào Huy Bâu. Huy mỏ. Dạo này ê, trông em béo đúng không Huy? Huy ơi, trông em béo đúng không? Huy ơi, trông em béo nhở? Đây nha, bây giờ em sẽ thử mẫu này cho các chị xem nha. Mẫu này cực kỳ xinh luôn. Mày ngó cái gì thằng đẹp thằng chị trông này. Em bảo lên trên á. Bảo cái gì? Bảo. Chào mọi người, em là Tài. Chào mọi người. Em là Tài. Biệt danh là Facebook bị khóa nick ạ. Nên nên là thôi. Mày đừng phá cái like của chị Tài ơi. Nước đi nước. Đây ạ, mọi người ơi. Huyền dạo là gì khác thế? Anh Huy ơi hát. Cảm rồi. Thật ra là vẫn bằng lúc đi học mà. Thế 20 em bán không? Ờ anh ơi 20 là sao? Ý anh bảo mua bộ này về giá 20k á. Đây này mọi người ơi, mẫu đồng hồ này. Mẫu này thì hơi hoa một chút, trẻ trung một chút nhá. Đây ạ. Mẫu đồng hồ này. Chỉ 79k một bộ thôi mọi người ơi. Huy ơi, dạo này anh làm gì đây? Anh làm tóc ở Thông à? Tài ơi, ship cho bát bún Hồng Yên. Mai cháu về đấy, mai mở ăn không? Cháu mang về cho. Mọi người ơi, mẫu đồng hồ này 79k một bộ thôi nhá. Thử hết các mẫu. Mẫu đồng hồ này bây giờ em sẽ đổi sang mẫu này nhá. Cái mẫu này chẳng biết gọi là mẫu gì nữa cơ. Chả như gì, chẳng biết gọi tên là gì luôn. Bây giờ sạc. Vừa sạc. Vừa sạc nhiều quá. Bây giờ em sẽ thử xong mẫu này mọi người nhá. Đây này, chính là mẫu vừa sạc. Chị ơi, chị ơi. Cái mẫu cho chị vừa chú cho trắng rồi. Cho chị vừa trắng sang kia. Bây giờ em sẽ thử mẫu này mọi người nhá. Rẻ thế tầm mấy anh mặc được không em? Rẻ em sale để em bán đấy mà, để lấy hàng thu đông mà. Anh Huy ơi, bộ này anh mẹ anh có mặc được không? Tại lấy chị cái bộ hoa lúc đấy. Em sale sạch rồi.
Mẹ anh bao nhiêu tuổi à Huy? Em bảo có bộ này dễ mặc cực. Gì lợi chẳng có bộ hoa lúc nãy. Có ưng em mai em mang về cho mai về anh bái đấy. Không cái quần này cái áo cho bước bên trên ý gì ạ? Lấy hộ cháu tí. Không cái bộ giống như này này. Không. Trời ơi không có à. Huy là em tí nhá. Đây là trò chuyện với chú chó trắng. Không hiểu đâu nữa con. Thằng này đi ra nào, tài đi ra. Ôi dồi ôi, quần áo đang lung tung, em đang chưa thấy cái áo đâu. Đi ra. 45 tuổi Huy ơi, em nghĩ là mẹ anh bao nhiêu cân? 45 tuổi bố em. Huy ơi, mẹ anh bao nhiêu cân? Đi ra. Áo đi. Mua bảo hiểm không? Ôi, ai chưa mua bảo hiểm không? Ờ Huy em bảo này, cái bộ kiểu như này em nghĩ là mẹ anh mặc được đấy. Đi làm mặc ở nhà ấy cũng thoải mái lắm Huy ạ. Mặc được, mặc bộ này mặc được. Bộ này là em thấy ok nhất rồi. Vì cái này em chọn hầu như là hàng trẻ ý Huy, nên là bộ đấy là em thấy ok nhất rồi đấy. Mẹ không biết nhưng tầm em thôi. Đây hay đúng không? Không. À tức là cao bằng em á. Cân nặng khoảng bằng em á. Em 1m66 ấy, 52 cân. Đây mặc như này, bộ nào thế mặc nguyên văn như này. Thoải mái cực, mặc ở nhà cũng được mà đi chợ cũng được. Em chưa tìm thấy cái áo đâu, em vừa mặc em để đâu ấy. Huy ơi, bộ này này, kiểu như này đẹp này. Như là bác quý nhỉ, nhưng mà quý mặc không sao được bộ. À đây áo đây. Áo đây này Huy ơi. Nếu mà ưng ấy thì mai mang về cho, lấy thì không cũng được. Mai mang về cho nếu mà thích thì. Bộ trẻ á. Huy ơi, bộ này mặc đẹp, em thề luôn. Nè. Mặc thử vào cho mà xem nhá. Ai yêu mèo không? Bộ này á, mẹ anh mặc được. Chứ bộ của em á, mà trẻ quá sao bác mặc được. Đây, bộ này là dễ mặc nhất rồi. Nè. Đúng không? Khoảng 45 tuổi mặc bộ này là đẹp đi ạ. Chứ còn trẻ thì đã trẻ quá. Cho mẹ anh bộ em đang mặc. Bộ em mặc bên trong á? Bộ đồng hồ này á? Bộ này á? Bộ này hả? Em bảo, thế thì lấy bộ này đẹp hơn này Huy ơi. Đúng nhỉ? Vừa sạc. Huy ơi, bộ này đẹp này Huy ạ. Đăng ký bộ này đẹp, phù hợp với mẹ anh đấy. Mẹ anh em đi khóa bút vừa. Ai mà chia sẻ nhiều. Tại đấy. Chia sẻ nhiều. Mọi người đang xem chia sẻ like giúp em nhá. Bộ này gì? Mai mang về cho. Đây bộ này gì? Hai em bảo. Ờ được. Mẹ chứ ờ được cái gì? Ờ được cái này hả? Hay là đang mặc trời ơi. Đây nhá, đây là mẫu đồng hồ. Đồng hồ. À ok. Inbox cho em đi cho dễ nhá. Em hoặc là thích thì em mang về cho mấy bộ, thích cái bộ nào lấy bộ đấy cũng được. 79k thoải mái. Em trả lời chuyện nó sai vậy ạ. Đây không phải đồ đồng hồ. Đồng hồ. Tí inbox cho em nhá. Em mang mai về, em bán mang về cho. Không, không cái áo em đưa vào nãy. À cái này gì? Tài hoàng nhá. Ok. Nói chung là anh ưng bộ nào ấy thì em khắc gửi ảnh cho anh xong rồi anh bảo em. Em mang mấy bộ. Rồi ok, cái này gì? Ok Huy nhá, em mang về em bán cho. Mai mang về cho. Em bán hàng dễ tính cứ không vừa thôi em cho trả lại. Đang đâu? Tại đâu nó thử cái ăn cho mẫu đồng hồ này mọi người này. Bây giờ em sẽ đổi sang một mẫu khác nhá. Hoa anh đây bộ này. Bộ này. Chào Quỳnh Hoàng ạ. Bây giờ em sẽ đổi sang một mẫu này cá tính một chút này. Bộ này cho chị nào cá
cá tính nhá thì mặc sẽ cực kỳ xinh. Thì Lê cháu bộ con hổ như này màu đen đó, thì bộ cháu. Ủa? Ừ. Huy nhớ inbox cho em nhá, không em quyển nào cái thằng đấy ra. Thì Quỳnh bảo cháu mặc váy đi đâu. Chào em Huy Huyền. Chú đi qua đi. Ok, tí em inbox cho nhá. Mai em mang về cho. Có mấy bộ cơ, anh thích chọn bộ nào thì anh chọn. Bộ nào anh ưng thì em mang về cho. Không để em cứ mang mấy bộ về xong bác thích cái nào thì lấy cái đấy. Đây, 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 cho chuyện với chú cho cháu. Đây ạ, bộ con chó này. Hai con chó. Đây là bộ hai con chó ạ. Cứu, cứu. Đây. Đây. Bộ này xinh lắm luôn, để em mặc thử cho mọi người xem nhá. Còn đâu? Bộ này cực kỳ xinh. Chung bây giờ nó cứ loạn hết xỉ ngộ lên. Đâu nhỉ? Như quần quỳ luôn luôn. Ôi quỳ, đâu nhỉ? Quần đâu hết rồi ấy. Không hiểu luôn. Cứ thấy áo mất quần, thấy quần mất. Bộ của Su. Bãi Su. Su ơi, đi ngủ đi. Su ơi, Su ơi, Su đợi cháu đi. Mợ có thích không thì cháu mang về cho mợ nào, cháu đỡ phải bán nào. Ok luôn, úi dồi ôi, nhiều quá. Chả biết quần nào Su. Hề cơ. Bộ của Su à, thì để lại cho Su nhá. Để lại cho Su bộ này nhá. Huy mó phải ra gọi Huy bông. Bây giờ em đổi sang mẫu này này. Mẫu này là mẫu vương miện. Nhà thờ. Nhà thờ. Cùng anh, à đây rồi. Đổi sang trò chuyện với chú chó trắng. Quỳ. Quỳ luôn. Đây ạ, bây giờ em thử sang mẫu này nha các chị ơi. Mẫu này hôm qua chưa like sao ấy. Đây, khi mặc bộ này sẽ biết là ở đâu. Đây là bộ nhà hát lớn. Đây là gần nhà em. Đây là gần nhà em, nhà hát lớn. Nhưng mà mọi người có thể ghi là vương miện nhá. Mọi người có thể ghi bộ này là vương miện này. Tóc tai rũ rượi quá cơ. Đây ạ, à, mọi người ơi, bây giờ em sẽ thử mẫu này nhá. Mẫu này là mẫu vương miện này. 79k một bộ, quá rẻ cho một siêu phẩm. Siêu phẩm 79k. Chấm. Cháu chưa để con nào thứ hai hàng nó liên thiên với cháu. Đúng rồi. Thề luôn, cháu chuyện chú cho trắng. Quỳ. Các chị có thích hổ không? Thích hổ thì đánh hóa mày nhá. Cháu chuyện với chú hổ trắng. Đây rồi. Gì em còn có hai quả bình tóc. Đây ạ, à, mọi người ơi. Mẫu này. Vương miện này. Vương miện hay là nhà lớn. Mẫu vương miện này. Em chả biết được mã số bao nhiêu nữa cơ. Em cứ like rồi chả nhớ mã số bao nhiêu. Vương miện này mọi người ơi. Chỉ 79k một bộ thôi nhá. Chị nào ưng thì có thể inbox cho em. Em sale hết nha, để nhập mẫu mới nào. Vương miện nha mọi người ơi, mẫu vương miện này. Chỉ 79k một bộ, dành cho người từ 40 cân cho đến 60 cân mặc vừa nhá. Kiểu cái này toàn. Còn một mẫu nữa like nốt rồi đi ngủ. 79k một bộ thôi các chị ơi. Em hôm nay em sale hàng luôn nhá. Nào để bây giờ đi. Mà bác chị Huyền. Thằng tài này hay nhỉ. Bây giờ em sẽ đổi sang mẫu cá tính một chút này. Chị thấy cái áo của cái này đâu không? Mẫu con hổ này. Các chị có thích hổ không? Các chị có thích hổ không? Hãy về với đội của em. Em thích hổ đấy. Chị cũng chả nhớ đâu. Ô, đâu rồi, vừa nhìn thấy mà. Không gian cá nhau hay là cái này. Ừ đúng rồi.
bỗ hổ này, chị nào cá tính một chút nhá, mua cái này cực kỳ xinh mà. Mẫu hổ này mọi người ơi. À con hổ kìa. Mẫu hổ này em còn đúng một bộ màu đen thôi nhá. Mẫu hổ này em mặc vào cho mọi người xem nhá. Huyền lấy hổ nhé. 70 cân á, 70 cân thì tìm đến Mon Roset nha em nhá. Chị là Trần Huyền chuyên sỉ thôi em. Đây mọi người ơi, mẫu hổ này. Lười không không. Mẫu hổ nhá mọi người, nóng quá. Chị nào cá tính một chút đi, mặc cái bộ này cực kỳ xinh luôn ạ. Mẫu hổ này. Đây quần của em đây, quần của em ở đây ạ. Đi ngủ sợ luôn, đi ngủ luôn. Opinion yếu rồi. Màu trắng thì lấy gì nhé. À, cái này cháu có màu trắng nhưng mà cháu bán rồi. Còn mỗi bộ đen thôi, có mỗi bộ thôi này. Bán hết rồi mới Nhung nhá. Nào, chị đang bán hàng cuối. Là chim bây giờ không này, tao live stream với mày, tao bán hàng đấy. Bộ màu trắng này mọi người ơi, ấy à, màu đen. Con hổ màu đen này em có màu trắng nhưng mà em bán mất rồi. Con hổ nó màu trắng. Đây mọi người ơi, màu đen thôi, em có đúng màu đen thôi, một bộ thôi nha, một bộ duy nhất này. Con hổ này, chị nào cá tính một chút đi, mặc cái này cực kỳ xinh à. Luôn. Nào, chắc cái bọn này nó cãi nhau như chém trả ấy nhỉ, nó cứ như kiểu là ấy. Đây bộ màu đen này, con hổ này. Thế đó. Bộ màu trắng thì lấy. Tiếc quá, buồn cho mợ Nhung là không có màu trắng rồi. Màu đen thôi ạ. Màu đen cho đỡ bẩn. Màu đen cho đỡ bẩn, đúng. Màu trắng đá, màu đá xanh. Xin ngọc em. Ờ, có mẫu nào chưa like nhỉ? Ôi, nhiều mẫu quá chả nhớ là mẫu nào like rồi, mẫu nào chưa like cơ. Đấy em thử mặc mẫu này vào người nhá, mẫu cô gái này. Mẫu này chị nào mà thích kiểu nhẹ nhàng một chút thì có nhá. Đây mẫu này mẫu cô gái này. Chỉ 79k một bộ, chị nào ở quanh khu vực 1B2 và chưa nghe free ship nha. Đi ra nào. Đấy ơi. Đây ạ, chị nào 60 cân vẫn mặc vừa, em mặc lồng mà vẫn thoải mái này. Đừng có phá game nữa, tao đang bán hàng. Mọi người này, cô gái này, một cô gái này. Quần đầu nhỉ, đây. Ra quảng cáo bộ Superman đi nghe. Cô gái ạ, à, đây quần của nó đây. Có quần áo ở đây. Hôm nay em lồng mà như này em lười quá, em chẳng muốn thay. Bán hàng mà lười, chết không. Đây ạ, à, mẫu cô gái này. Chị nào mà thích nhẹ nhàng một chút thì lấy bộ này xinh luôn này, em có màu đen thôi. Hết màu trắng rồi ạ. Cậu quần bao lấy à, cậu quân bảo lấy luôn á. Lấy luôn cái bộ của con hổ á mà ớ. Lấy mẫu hổ à. Đây ạ. Cậu quân bảo lấy luôn cậu quân. Quỳ luôn. Đây ạ, chị nào thích. Gì? Mọi người ơi, bây giờ em sẽ để cho em mặc thử bộ con hổ đen này nhá. Bộ con hổ đen này này. Đây, mọi Nhung ơi, mọi đợi cháu nhá. Cháu sẽ cho mẫu nhà cháu mặc thử bộ hổ đen này. Mặc bộ hổ đen này vào chị. Quần đó đây. Nhanh lên mọi người ơi. Ok, bây giờ cháu sẽ cho mợ xem bộ hổ luôn nhá. Đi ra đằng kia mặc. Đây này mọi người ơi, bộ này thoải mái rộng rãi luôn ạ. À. Em mặc lồng hai cái này, mặc lồng hai bộ mà vẫn vừa luôn nhá. Nên là chị nào khoảng 60 cân mặc thoải mái, quần đây rộng rãi thoải mái luôn ạ. À. Nè, rộng lắm luôn mọi người ạ. À. Thoải mái luôn nhá, mà chỉ có 79k một bộ thôi ạ. À. Hôm nay em sale nhá. Mở Nhung ơi. Nhung đợi một tí nhá để cho thằng Tài nó thử nhá. Nóng quá mọi người ạ. À. Rồi em sẽ sang một mẫu khác nhá. Đây này. Từ nãy đến giờ như một con rồ. Đây ạ, à, đây nhá, bây giờ em sẽ đổi sang mẫu nào bây giờ. À mẫu, mọi người có thích mèo không ạ? À? Mọi người có thích mèo không? Em có một bộ mèo cực kỳ là xinh xắn luôn. Đây rồi, đây là cái quần nhưng mà còn cái áo. Thì tìm con trâu bộ con mèo này. Cởi cái bộ trâu. Cởi
Ôi giời ơi. Cạn lời luôn. Ờ mọi người đợi em một chút nha, em sẽ đổi sang mẫu khác này. Cho đỡ nhàm đi. Đây là cái quần đấy rồi. Trong thời gian đi tìm. Một phút quảng cáo bắt đầu. Em chào chị Hiền ạ. Em chào chị Thanh Hiền nhá. Chị la, chị chia sẻ like cho em đi chị Hiền ơi. Chị chia sẻ like em sẽ tặng chị một bộ quần áo nhá. Hôm nay em chỉ sale và tặng khách là nhiều. Đây bộ này. Để em đổi mẫu nào. Mỗi phút quảng cáo bắt đầu. Em chẳng hiểu cái like của em nó kiểu gì các chị ạ. À, các thể loại Hiền ơi, Hiền chia sẻ bài giúp Huyền đi nhá. Đây. Mợ Nhung ơi, Mợ Nhung còn đấy không? Mợ Nhung cho mợ xem nào. Đây là mẫu nhà em nhá. Mẫu nhà em năm nay là học lớp 3. Đứng thẳng lên khép khép bị chật vào. Mợ Nhung ơi, mợ còn đấy không? Để cháu cho mợ xem mẫu nhà cháu mặc cái bộ mợ hổ của mợ nhá. Cho em hỏi mấy bộ váy sexy. À chị Hiền ơi, em có đấy nhá. Có bán mấy cái bộ váy sexy đấy. Chồng đam mê, chồng thích nhá. Đây ạ. Mợ Nhung ơi, mợ Nhung còn ở đấy không? Mợ nhìn, đứng lên. Đây ạ, mợ nhìn mẫu mặc cái bộ. Cháu không để mê được nhưng mà nó cứ bắt cháu phải live stream nó bán hàng đây này mọi người. Khổ đời chưa đây ạ, à? Cháu sẽ đóng thùng cho mợ xem. Đây bộ mợ đây, mợ thích đây, su mặc thoải mái nhá. Bỏ tay ra đừng có mà nhường. Đây ạ, à, bộ mẫu nhà em này, mẫu nhà em là học lớp 3 nên là các bé nào khoảng lớp 3 lớp 4 lớp 5 mặc thoải mái vừa nhá. Mẫu nhà em con trai đây này. Thôi được rồi ạ, à. Em chào mọi người, em đẩy vào đi. Để người ta còn bán quần áo. Vào. Mua đi. Bye cái gì cho đằng này, bye bye. Bây giờ em sẽ đổi sang mẫu này nhá. Bây giờ em đổi sang mẫu này này để cho nó thay đổi một chút nhá. Cái chuyên đổi ấy, cứ thấy cứ bye bye. Chứ còn đâu. Bye bye cái gì, ta đang bán hàng này, cứ bye. Khổ ghê rồi. Rồi tôi. Rồi tôi. Nào. Tài ơi, chị đang bán hàng mà. Bây giờ quảng cáo. Mọi người thích được hàng rẻ hay đến với Mod Closet nhá. Một phút quảng cáo. Các chị thích đồ hàng rẻ hãy đến với Mod Closet nha. Em không hiểu cái livestream của em thành chậm gì nữa. Đây à mọi người ơi, mẫu mới này nè. 57 người đang xem cho em một chia sẻ nhá. À chị để nhớ em có thể tặng quà luôn cho người đấy. Mọi người ơi, em đổi mẫu dưới này. Mọi người có ưng mẫu này không ạ? Chị nào mà mập mập một chút ấy, thích mặc gọn người thì có thể mặc bộ này. 60 cân mặc thoải mái vừa. Mon Closet. Đây ạ, à, bộ này ở nhà cũng được mà đi chơi cũng được, mà cực kỳ thích luôn ạ. À. Em chẳng hiểu là cái livestream của em như cái chợ trời, ai cũng có thể nói, ai cũng có thể nhảy vào quảng cáo. Chắc em phải đổi tên là shop chợ trời. Chợ rời. À chợ rời. Chợ rời chứ thôi. Đây ạ à, mọi người ơi. Mặc cực kỳ mát luôn ạ. À. Thoải mái luôn, em đang ở trong phòng điều hòa, em cũng đang chiếc rét đây này. Đây là em chiếc rét với đây. Màu trắng này, thích nhẹ nhàng cô gái này. Quỳ luôn. Đây à mọi người ơi. Chị thử em mấy bộ sexy. Ờ chị Hiền ơi, cái bộ sexy thì chị có inbox thẳng cho em cho chị xem ảnh sexy nhá. Chứ em livestream em không thể mặc sexy được chị Hiền ạ. À. Muốn tìm bộ sexy hãy đến với Mon Closet. Live stream của em như cái chợ rồi. Chị cần là nhảy vào quảng cáo ạ. Chị cần search Facebook ra Mon Closet đã hiện ra ngay. Thôi, tôi bán hàng, bảo lại. Đấy, mọi người thấy có mệt mỏi không? Đúng rồi, để hàng xuất khẩu. Hàng Quảng Châu, hàng Quảng Châu xuất khẩu ạ. Mọi người ơi. Quảng Châu nó rẻ nha. Đây, bộ này cực kỳ xinh luôn này. Ai thích nhẹ nhàng thì có thể lấy cái bộ này nhá. Quần đâu nhở? Quảng cáo, quảng cáo. Hãy ủng hộ cho Truyền. Chị Huyền làm giá rồi ạ. 700.000 một bộ. Nào. Vớ vẩn người ta đang bán hàng. Chị Hiền ơi, chị thích sexy thì chị inbox cho em nhá. Em cho chị xem mấy cái sexy cực kỳ sexy chồng thích chồng đam mê luôn. Con này lúc nào nó đòi sexy với đam mê cơ khổ.
Đây mọi người ơi, 79k một bộ thôi ạ. À. Còn rẻ hơn cả giá xỉ nhà em. Giá xỉ nhà em 10 bộ mà em có lấy đầu 8 đấy ạ. À. Chào chị Hương Thu ạ. À. À vâng ạ, à. Xin chào bà con ạ. À. Xin chào bà con xem livestream của em đi. Chia sẻ livestream giúp em nhá. Chỉ 79k một bộ thôi ạ. À. Chị nào gần khu nhà em 1B2 Bà Trưng thì em sẽ free ship cho mọi người. Mua quần áo giá rẻ là có được free ship, mọi người có thích không? 79k một bộ thôi nhá. Từ nãy đến giờ em like khá là nhiều mẫu rồi đấy ạ. Gần hết mẫu nhà em rồi. Chỉ 79k một bộ thôi, còn rẻ hơn cả giá xỉ á. Xỉ 10 bộ nhà em vẫn đầu 8 nhá mọi người nhá. Chị Hương Thu, chị Hương Thu ơi, chị có ưng mẫu nào bên em không? Cái bộ này á mặc em ở 1B2 Bà Trưng nhá, chỗ Hoàn Kiếm ấy chị ơi, nhà lớn Hà Nội. Em có ship code toàn quốc nhá. Cái bộ này mặc cực kỳ thoải mái này, 40 cân cho đến 60 cân mặc vừa. Em bé nhà em lúc nãy học lớp 3 năm nay có 26 cân vẫn mặc được. Nên là các bé nhà mình ấy ạ, khoảng bộ này lớp 3, lớp 4, lớp 5 mặc thoải mái. Mẫu trẻ em có, các mẫu kiểu trẻ trung em cũng có nhá, đi già. Nhưng ta phải bán ra là hung duyên thật ý. Các bé có thể mặc những cái bộ như này cực kỳ trẻ luôn mà bọn mình mặc cũng được. Đây ạ, đơn giản mà đẹp. Đây ạ, chỉ giá rẻ chỉ có 79k một bộ thôi ạ. Em ở 1B2 Bà Trưng nhá. Ai click có thể qua tận nhà em để xem chất cũng được. Xem chất lấy không tùy em, bán hàng cực kỳ là dễ tính. Thôi. Chưa phải đầu tư bộ nam nhỉ. Bộ không. Nam bán cho mặt tây ai ai có mẫu mà thử. Super mày. Em. Bây giờ em hãy thử nốt bộ màu trắng này nhá. Em hãy thử bộ màu trắng này này. Mary xin các bạn với màu. Tất cả con gái đều thích hoa hồng. Vậy nên rút ai hãy mua cái bộ hoa hồng này để tặng nào. Thả nó điểm sao ấy. Khổ lắm, cái livestream mình thì sợ rồi. Lao vào lao đi. Còn 10% thôi Huyền ơi. Hả? Còn 10% thôi. Cái gì? Còn 10% thôi. Thế á? Ui giời, cắm sao không chị cả? Ui gì gì, giúp giúp giúp. Tài ơi, em thấy sao chị nhổn em. Khổ thân thằng mày nó có bị động đau một tí. Em la nốt bộ này rồi cho em kết thúc la thôi vì máy của em nó bị hết pin mất rồi. Mọi người thông cảm nhá. Ôi. Kinh dù. Đây này mọi người ơi, bộ này em có hai màu nhá, màu đen và màu trắng này. Bộ em đang mặc màu trắng này, màu đen, đúng rồi, màu đen đúng rồi. Bộ em đang mặc là màu trắng này, màu trắng là chỉ có 79k một bộ thôi ạ. Trái biết đâu, ui nó cứ lung tung ấy, mình cứ lật lên để tìm ấy. Xong rồi nó lại mất. Đây. Đây là bộ màu trắng này, đây bộ màu đen. Mặc cực kỳ xinh luôn ạ. Ở nhà cũng được mà đi chơi cũng được, chỉ có 79k một bộ thôi ạ. Có chị nào ưng mẫu này không ạ? Đây, bộ em đang mặc giống nhau, hai bộ giống nhau này. À, khác nhau mà hơi khác một chút. Bộ màu trắng này, màu đen này. Cực kỳ rộng rãi thoải mái này, kéo thoải mái chất nhé mọi người nhìn này. Mực in rõ ràng nhá, không phải là cái hàng xấu đâu ạ. Hôm nay em sale còn 79k thôi nhá. Bình thường em giá 99k này. Hôm nay em sale nhá, em còn có khoảng 30 bộ thôi, em sale nốt để em nhập hàng mới về. Ai đi qua cho em xin một like nhá và chia sẻ giúp em. Đây ạ. Mọi người nhìn này, chất nhà em nhá. Cực kỳ mát luôn mà. Thích lắm luôn. Đây. Còn mẫu nào không nhỉ? Có một con mèo không tìm thấy cái áo đâu cả. Khổ. Con chó mặc rồi đúng không? Ông Hiển Linh ơi. Xin chào. Khổ lắm mọi người ạ. Sao tự dưng nóng thế nhỉ?
Ừ. Đùa. Bán hàng nóng quá. Chứ không lạnh cả người. Nóng thế nhở? Không phải mặc bộ này vào cho nó mát. Đúng rồi mọi người ạ, à, nóng quá mặc bộ này cho mát. Em ở trong điều hòa em còn đang rét run bần bật đây này. Rét như là Thủy Châu mà. Mọi người ơi, mọi người còn đó không ạ? 56 người. Các chị cho em xin một like nhá và chia sẻ giúp em. Ở đây rồi, áo con mèo nó rộng. Ôi. Em còn một mẫu con mèo này cực kỳ xinh luôn này mọi người này. Em like nốt mẫu này rồi em kết thúc đây, máy của em bị hết pin mất rồi. Con mèo này. Em mặc lồng luôn nhá mọi người, cho mọi người rõ này. 60 cân mặc vẫn thoải mái luôn. Chị nó phong thủy mặc. Phong thủy liên quan gì? Mọi người có nhìn rõ không ạ? Cái này nó hơi bị ấy một chút vì vướng cái này dây sạc này này. Không có cái gì đỡ ở đây nhỉ? Em đỡ cho. Gì giữ tay đây, đợi cho cháu tí. Ừ, đây. Đây nha mọi người ơi, quần của nó quần khổ. Đây ạ, à, quần của em nó này. Cực kỳ xinh luôn, chị nào thích mèo không ạ? Có chị nào thích mèo không? Phan, đây. Mèo giơ tay điểm danh. Mẫu này cực kỳ xinh luôn này. Một người may mắn sẽ được tranh siêu cúp. Đây ạ. Chỉ 79k một bộ thôi nha các chị ơi. Cực kỳ rẻ, cực kỳ đẹp. Em sale nhá để em mua hàng thu đông. Chuẩn bị sang hàng thu đông rồi. Nói nhiều quá. Đâu hết ca không? Giải pháp gì đây? Mọi người ơi. Đây ạ, 79k một bộ thôi nhá. Ờ, chị nào vào muộn có thể lưu lại like của em nhá. Tí có thể xem lại like, em có rất nhiều mẫu đẹp luôn. Bộ con mèo này. Mẫu này cực kỳ là xinh luôn ạ. Cô gái xăm nhá, màu trắng này. Đổi mẫu đi cho mọi người. Cô gái xăm màu trắng này. Cái này em có 4 màu nhá. Màu trắng, màu đen, màu vàng. Gucci. 4 màu. Mặc thoải mái luôn. Đi chơi ở nhà. Đi ngủ. Đi ngủ mặc cũng thích. Đi ra cà, đi chơi với cơm. Đúng chưa đấy chưa? Người ta phải ăn bóng đá, ngủ bóng đá chứ. Đây ạ, à, đây này. Chị đã bảo sao đột thể nhá, mình live stream ý. Cứ như kiểu là trợ rồi luôn. Thề, các loại tiếng, các loại giọng. Đây này mọi người ơi, mặc cực kỳ thích luôn. Ôm. À quên, không phải ôm mà. Rộng rãi thoải mái. Chứ không phải ôm. Xin lỗi mọi người. Chỉ cần mặc bộ này chạy qua trước mặt group, thế là bạn ấy sẽ quay đầu lại ngay. Một đời anh là một từng cao. Em đã like hết mẫu rồi đây mọi người ạ. Quảng cáo xin quảng 79k một bộ nhá. Chị nào ưng để có thể cắp lại màn hình hoặc để lại số điện thoại cho em nhá. Bây giờ em sẽ được kết thúc like đây. Cảm ơn mọi người đã xem quảng cáo của em nha. Quảng cáo. Trước khi kết thúc, hãy để với Mon Closet. Em cảm ơn mọi người nha.